Chất vấn về công tác giao đất cho thuê đất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt câu hỏi xoay quanh thực trạng. Trên địa bàn tỉnh có nhiều diện tích đất được giao cho thuê nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đại biểu cũng chất vấn người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường tỉnh về trách nhiệm để xảy ra thực trạng trên, cũng như biện pháp khắc phục. Giải trình về nội dung này, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh có 383 quyết định giao đất cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án với diện tích trên 4.200 hectare. Qua kiểm toán, có 9 trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất và 9 trường hợp chưa ký phụ lục hợp đồng thuê đất. Có 46 dự án của 29 tổ chức đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao đất từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng chưa xác định đơn giá thuê đất theo quy định vì chưa chuyển thông tin địa chính. Hiện nay, ngành tài nguyên môi trường đã thực hiện xong các trường hợp này. Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích, hiện nay, thời gian xác định giá đất đã được rút ngắn từ 69 ngày còn 38 ngày. Đối với những trường hợp phức tạp thì còn lại 43 đến 45 ngày. Hiện trên địa bàn tỉnh danh mục dự án cần xác định giá đất rất nhiều, nhưng năng lực của các đơn vị tư vấn lại chưa đáp ứng được yêu cầu, phải thực hiện lại nhiều lần dẫn đến kéo dài thời gian. Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai 2003, sau khi có quyết định giao đất cho thuê đất, trong vòng 20 ngày cơ quan tài nguyên môi trường phải có trách nhiệm bàn giao đất thực địa. Giai đoạn 2016-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra 79 dự án. Tuy nhiên, do có quá nhiều dự án, số lượng hồ sơ đất đai nhiều, nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ dự án. Qua cái việc kiểm tra của thanh tra chính phủ, một đợt kiểm toán nhà nước ba đợt và của đoàn ủy ban nhân dân trung ương thì chúng tôi cũng đã cơ bản rà soát lại được và thấy mình yếu chỗ nào, mình làm được chỗ nào, và có thể nhận trách nhiệm rằng ngành tài nguyên môi trường của chúng tôi trong thời gian qua phải nói là chưa có nắm được toàn cảnh những cái tình hình về vấn đề quản lý đất đai của các dự án trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã giải trình nghi vấn về việc liệu có hay không vấn đề thất thoát ngân sách. Về cái vấn đề thất thoát ngân sách đối với các thửa đất, các dự án trên địa bàn thì là hầu như cục kiểm toán cũng thống nhất chúng ta là chưa có để ra xảy ra tình trạng nào. Chỉ còn tồn tại những cái vấn đề là do chính sách quy định chưa rõ ràng. Chúng ta đang phải xin báo cáo ý kiến cấp trên để thực hiện xử lý. Cho nên là đang còn phải xử lý tiếp tục trong thời gian tới. Ngoài việc giải trình về thực trạng, những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, đại diện các cơ quan chức năng cũng đã nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đối với các trường hợp phải ký hợp đồng thuê đất, thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khắc phục bằng cách sau khi có quyết định giao thuê của ban tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường mời các doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất và đôn đốc các doanh nghiệp này khẩn trương. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh để có hình thức chế tài theo quy định của pháp luật. Một giải pháp tiếp theo là chấn chỉnh công tác xây dựng phương án giá đất, thận trọng trong việc lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn lập phương án giá đất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ cho ngành tài nguyên môi trường, chia sẻ với ngành thuế để cùng khai thác thông tin và thực hiện tốt cái vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Kết luận nội dung chất vấn, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành đối với công tác quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm của các cơ quan cá nhân, tham mưu cá nhân, tổ chức chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng đã ký quyết định giao đất. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh tiếp tục chỉ đạo một cách chặt chẽ để không phát sinh trường hợp mới. Xử lý trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan, đơn vị mà tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh và những đồng chí lãnh đạo Ủy ban tỉnh mà không kiểm soát tại sao chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính mà ký quyết định giao đất. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân tiếp tục giám sát việc khắc phục những hậu quả. Trong phiên bế mạc kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 43 nghị quyết với 6 nhóm nội dung về kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, về thu chi ngân sách, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư công và nhóm nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, biểu dương nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời kêu gọi cán bộ, quân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra.